Đây là diễn viên Ngô Dung. Nếu như một đạo diễn nào đó hoặc là anh Trường Giang, người Quảng Nam mà đưa bé Ngô Dung vào diễn kịch hài, thì chúng ta sẽ thấy được một cái diễn viên Ngô Dung sẽ nổi tiếng trong tương lai. Bé có khuôn mặt hết sức là phúc hậu, và cô gái có thể nói là vào phim Hoàn Châu Cất Cất hay là Nữ Tiểu Yến Tử thì rất là phù hợp. Và nghiên cứu về nhân tướng học của bé Ngô Dung thì thầy Thông nhận thấy rằng bé rất là xứng đáng vào cái khóa diễn viên để đóng các cái vai về Tần Phi hay là Hoàng Phi hay là công chúa nhỏ, hết sức là phù hợp, bởi vì khuôn mặt của bé thể hiện một cái nét sắc sảo vào một cái nữ diễn viên hiền cũng được, mà có thể nói là vào một cái nữ diễn viên về chua ngoa đánh đá hay thâm hậu đều rất tốt, bởi vì bé có một cái đôi mắt rất có chiều sâu. Đây là một cái đôi mắt mà có hồn, chúng ta có thể nhìn thấy được điều đó. Và việc bé thay đổi cái khẩu hình, thay đổi cái nụ cười thì chúng ta nhận thấy được những cái điều rất là tuyệt vời khi bé làm phim. Và chúng tôi nghĩ rằng diễn viên Ngô Dung trong tương lai sẽ là một cái tên hết sức là tuyệt vời. Sau những ngày bán xôi hết sức vất vả thì Hoa hậu bán xôi Ngô Thị Dung lại quậy tưng bừng trở lại với một cô gái thỏ con hết sức là ngây thơ, dù đây là mẹ đơn thân rồi. Cô gái của chúng ta năm nay đã 28 tuổi dương và 29 tuổi âm, là gái bính tý, nước suối nguồn hết sức là tinh khiết và long lanh, có một cái nét duyên có thể nói là hết sức tuyệt vời của người con gái Việt Nam, nhỏ nhắn xinh xắn và rất đáng yêu. Cô cười rất tươi và một ngày không xa cô sẽ trở thành diễn viên điện ảnh trong tương lai mà tất cả chúng ta phải chờ đón trước. Vâng, Hoa hậu bán xôi Ngô Thị Dung của chúng ta chỉ mới khởi nghiệp 3 tháng thôi, nhưng mà tên tuổi và hình ảnh của cô bây giờ được quý vị khán giả gần xa trong nước và quốc tế biết đến rất nhiều, và mọi người đều dành những cái tình cảm khen ngợi cho bản thân cô, bởi vì một cô gái đẹp. Tuy nhiên, cô gái vẫn rất chịu khó và hướng thiện, làm công tác từ thiện sau những cái giờ bán xôi. Cô còn đi học hát, học múa và bồi bổ thêm kiến thức, bởi vì bản thân chỉ học hết lớp 10 và đang học dở những tháng đầu tiên của lớp 11 mà thôi. Bố mẹ của cô thì bán bánh mì và bán hamburger tại Đắk Lắk, và cô trở về với Sài Gòn lập nghiệp hơn 10 năm nay với rất nhiều nghề. Và ba anh em hiện nay ban đầu chỉ là một cái xe xôi nhỏ mang tên Củ Lý, bây giờ đã thành 5 xe và bán ở rất nhiều các con đường ở vỉa hè của quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái của chúng ta được rất nhiều quý vị khán giả gần xa ghé thăm và ủng hộ. Cô cũng like TikTok rồi rất nhiều các kênh, và hiện nay thì cô có kênh của mình với khoảng gần 7.000 người đăng ký cho cô. Và chúng ta chúc cho cô hoạt động kinh doanh bán xôi sẽ gặp nhiều may mắn, cũng như cô sẽ đa dạng hóa cái món xôi của mình rất nhiều cái khẩu vị khác nữa để phục vụ quý khách hàng gần xa, cũng như là nâng cao cái chất lượng, giá trị dinh dưỡng của xôi của mình, và cũng như là tăng thêm thu nhập đáng kể cho bản thân. Vâng, khởi nghiệp là một con đường hết sức gian lao và vất vả đối với các bạn trẻ, và chúng ta bắt đầu bằng rất là nhiều thứ, từ cà phê, bánh mì, rồi bánh cân, bột lọc, mì quảng, hủ tiếu. Nói chung, các bạn trẻ của chúng ta luôn luôn cần cù chịu khó và nghĩ ra những cái công thức để phát triển. Và sau những cái giờ bán xôi mệt nhọc thì cô gái của chúng ta lại trở về với cuộc sống yêu đời, yêu bản thân mình. Đấy là một cái tinh thần lạc quan nhìn về phía trước với rất nhiều những cái điều tích cực, với rất nhiều những cái điều kỳ vọng vào tương lai. Và đấy là khát vọng của các bạn trẻ ngày hôm nay, luôn luôn chiến thắng bản thân mình, luôn luôn chiến thắng những cái áp lực khó khăn của cuộc sống và những cái hoàn cảnh éo le của cuộc sống, để vươn lên hướng tới một con người thành công trong tương lai. Chúc bé thành công.